Chào các bác nhé. Hôm nay tôi sẽ làm video ngắn để cho các bác nắm được rằng là cái bộ loa điều khiển từ xa cao cấp cải tiến AT101 với cái mức dung lượng pin là lớn nhất, thời gian dùng pin là lâu nhất, với thời gian dùng pin là tới 20 tiếng đồng hồ nhé, 20 tiếng đồng hồ. Thì cái bộ loa này giá của nó là 700.000 các bác nhé, 700.000 đã bao gồm cước phí gửi hàng về tới nhà cho các bác, nhưng mà chưa có hỗ trợ thẻ nhớ, các bác lưu ý kỹ nhá, chưa hỗ trợ thẻ nhớ. Thì bây giờ hình thức gửi hàng của shop thì luôn luôn là COD, các bác nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Thì bây giờ bộ loa 700.000 gồm những phụ kiện gì thì xin giới thiệu chi tiết với các bác nhá, là bao gồm ở trong cái vỏ hộp bao bì như thế này. Rồi các bác bóc ra, các bác bỏ hết cả những khay của nó ra, thì gồm này có túi vải đeo ở đã phía dưới này các bác nhé, cái vải đường dây đeo phía dưới này. Một cái tay điều khiển này thì shop đã thử hết rồi, ngon lành rồi, và gắn pin vào trong này rồi các bác thấy nhé, có tay điều khiển đã gắn pin này. Một thân máy này cũng đã qua kiểm định hết rồi, thử hoạt động tốt, ngon lành hết, và dán tem bảo hành cho các bác ở cái ốc dưới này nhé. Một thân máy này, một cục sạc điện với dung điện tích đó là 5V, nguyên điện cục sạc điện 5V này, và hai dây cáp, các bác lưu ý kỹ nhé, hai dây cáp, một dây cáp các bác sạc cho cái loa là rắc cắm tròn như này. Để các bác cắm sạc cái loa cắm vào đây đó. Thế còn một dây cáp nữa là các bác cắm vào tay điều khiển, sạc tay điều khiển. Thế còn chân còn lại nó là chân USB, thì các bác sẽ dùng một cục sạc này và sạc cho cả hai cái luôn phiên nhau đấy, như này nhé. Thế đây là chọn bộ phụ kiện của một bộ loa gọi là AT101 với cái giá là 700.000, đã bao phí ship được các bác. Cái này là cái tem mác đeo bên cạnh đi, nhiều khi nó rơi đi cũng không sao nhá. Thế còn cái loa AT101 này, nói kỹ hơn để các bác nắm được, nó rất giống Q93, bản chất nó là Q93, bản chất nó là loa Q93 được cải tiến. Cải tiến ở đây là bao gồm cải tiến dung lượng pin từ 2000 mAh lên 4000 mAh, thời gian dùng thì rất là lâu, dùng tới 20 tiếng hơn, và nó vẫn là cái dòng loa mới nhất 2018 với chức năng là báo đầy pin trên cái đèn xanh này, khi nào đèn xanh này sáng xanh lên là báo đầy pin. Bác lưu ý kỹ là 700.000 cái giá là chưa có thẻ nhớ, và các bác muốn hỗ trợ thêm thẻ nhớ nữa thì các bác phải thêm 100.000 nữa là cái thẻ nhớ 4GB các bác nhé, nhớ 4GB. Đấy. Thì về chức năng và cách dùng nó hoàn toàn giống như Q93, nó chỉ có cải tiến về pin, cải tiến về mên mạch, nó là ra cái lượng mên mạch mới hoàn toàn. Và khi họ cải tiến như vậy thì họ sẽ dán thêm một cái tem mác khác, đó là AT100 nhé, và sẽ bao bì kiểu khác, không giống như bao bì của Q93 nữa. Thì các bác lưu ý kỹ, đây là cái loa AT100 hàng tốt hơn Q93, xin các bác đừng hiểu lầm rằng nó là hàng nhái Q93 nhé, hay là hàng Q93 không chính hãng nhé, các bác đấy là hiểu nhầm nhé. Cái loa này là loa nó dán mác là AT101 rõ ràng nhé, thế nhưng mà bản chất của nó thì nó giống như Q93, tay điều khiển cũng chung luôn. Các bác ở nhà có loa Q93 rồi, các bác lấy tay điều khiển chung nó được, và mua tay điều khiển này và điều khiển chung cho nó Q93 được, thì nói chung là nó chung một sóng điều khiển các bác nhé, chung một sóng điều khiển đấy, cho các bác dễ hiểu, chung một sóng điều khiển với Q93, nhưng mà nó được cải tiến về chất lượng âm thanh, cải tiến về dung lượng pin, dùng tới 20 tiếng đồng hồ, dùng liên tục ở cái mức âm lượng là khoảng 80% các bác nhé. Thế cái dòng loa này thì âm thanh rất là tốt, hoạt động theo cái loa chuyên nghiệp, nó là bật lên nằm ở chế độ tạm dừng hay gọi là power shift đấy, các bác bấm vào đây loa bắt đầu hoạt động nhé. Đấy, bấm vào đây loa hoạt động, âm thanh thì ấm trong tốt, nhưng mà phải nói luôn với các bác nhé, nó được các bác là cái dòng loa này nhé, cái dòng loa này thì là cái chất lượng mà âm thanh ấy thì nó tốt rồi nhé các bác nhé. Thế nhưng mà cái gọi là cái âm lượng của nó ấy, âm lượng ấy, hay là công suất phát ra ấy, thì nó sẽ nhỏ hơn Q92, nhỏ hơn AT100. Đối với dòng loa này phù hợp cho các bác là đánh những loài chim nhỏ như là chào mào, chích chòe, mi khiếu, chơi cu gáy cũng rất là ok nhé, chơi cu gáy rất là ok, đánh cuốc cũng được, nhưng mà cái này mà các bác đem đi đánh bịp thì nó
cần âm thanh to thì nó sẽ không đáp ứng được nhu cầu của các bác nhé. Kỹ đấy, âm thanh rất là tốt này, cung gáy, tiếng gáy nó thật luôn các bác nhé, tiếng gáy thật như là con bổi ở ngoài nhé. Rồi, đây là chi tiết cái bộ loa và phụ kiện đi theo một cái loa AT101 nhé, xin lỗi các bác, AT101 với cái giá là 700.000 đã bao phí ship. Thế còn mua hàng thì các bác vui lòng alo trực tiếp với số điện thoại của shop, cho họ tên địa chỉ, shop sẽ ship hàng COD về nhà cho các bác. Các bác nhận được hàng, bóc hàng ra xem và kiểm tra, xong thanh toán tiền cho người giao hàng. Giá của bộ loa này là 700.000. Thì các bác lưu ý này, tiền nào của đấy nhé. Ở shop, một số các bác thì tiếp cận với shop thì cũng có nói là sao bên shop mình để bán giá cao hơn đơn vị khác 20-30 nghìn, nhưng mà các bác thông cảm ấy, là tiền nào của đấy, giá cao nhưng mà chất lượng nó tốt, và quan trọng nhất ấy là cái chế độ hậu mãi và chế độ bảo hành sản phẩm sau khi các bác mua. Các bác mua bên shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhé, shop Ngọc Ánh này, shop Tân Ánh đến từ Tân Yên Bắc Giang, thì các bác hoàn toàn yên tâm về cái chế độ bảo hành của shop dành cho các bác, dành cho các sản phẩm mà shop đã cung cấp, các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Thì đâm ra là tiền nào của đấy thôi. Các bác ủng hộ giao lưu được shop, shop rất chi là cảm ơn. Thế còn về giá thành nó là như vậy thì shop mới làm điểm được nhé. Chứ còn đâu bán giá thấp quá là nhiều chi phí nó không thể đủ bù đắp được. Đấy, các bác lưu ý kỹ, tiền nào của đấy, giá cao nhưng mà chất lượng hàng tốt, kiểm kỹ không bị lỗi, là có trục trặc gì thì chế độ bảo hành đổi trả rất là ok cho các bác. Các bác không phải thắc mắc về chuyện đấy nhá. Đây là 700.000 cho một chiếc loa AT101 bao ship đi toàn quốc, anh em ở khắp mọi miền đất nước, ở đâu đâu cũng mua được các bác nhá. Bao ship đi toàn quốc. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác. Cảm ơn các bác đã ủng hộ shop trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Các bác xem kênh YouTube thì đừng quên vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh, ủng hộ cho shop nhé. Và các bác sẽ cập nhật được những cái video mà shop giới thiệu sản phẩm mới. Xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé. Đây, các bác lưu ý liên lạc với shop bằng 5 số điện thoại này nhé. Rồi, xin chào, shop Tân Ánh, Ngọc Ánh, chào anh em nhé.